Chào các bạn nhé, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Dân Tộc Tây Bắc mình. Hôm nay mình sẽ theo anh em vào trong rừng kia chơi các bạn. Vào tìm cây thuốc xong là nói chung là vào rừng thì gặp gì đấy đấy thôi các bạn ạ. Hôm nay chỉ đi chơi thôi các bạn nhé. Đấy, chú bảo mấy hôm trước chú đào được 5 con rắn ở trên kia, ở chỗ bụi tre kia các bạn. Đây các bạn, chỗ bụi tre kia, chỗ đỏ đỏ ấy các bạn. Hôm đấy được mấy con nhỉ chú Hóa nhỉ? Chú vào được 5 con. Quay đâu, pít cà phê quá. Ờ, đây là đang chảy cà phê này các bạn. Đang chảy cà phê, tức gì này. Nào trong này các bạn. Nó quá. Chim. Này, cái đứa họ về chim này. Không dính con nào thì đứa này. Được con gì đây? Dính con bướm. Năm nay cây măng lên được nhiều phết đấy. Ồ, ế mà lên nó phí nì nó. Cây thuốc kìa. Anh chưa biết cây đấy nó như thế nào. Đâu? Cầu này. Cái này họ đào cái gì đấy nhỉ? Đào ác thế. Đây cũng đào dúi à? Sâu thật. Đúng khu này dúi hay ở ấy nhỉ? Nhiều chỗ đào quá. Như cái thông hào luôn. Đây cũng chú đi đào à? Sâu thế này cơ mà. Thấy à? Ấy rồi, chân quá. Anh em mình sẽ men theo cái này lên. Hôm nay sói mòn ác nhỉ. Mà anh chắc mấy năm rồi quá không lên đây ấy. Té mau đùa, té hứng, té chắc kỷ lượt tiêu. Ờ, mấy khi vào đây đâu mà. Hey.
trên kia bị sạt này các bạn. Do mưa nhiều quá. Để mua này, nào cũng phải phun này. Đang đi tìm hàng rui các bạn. Ui, sốc thế. Mẹ đi nấu canh ngon đấy nhờ. Đấy. Hình như trong này có này. Cái bách lá kia là ở đây quá, ở trong này quá. Không định hình được rồi. Đây, đi chân đất này. Chân đất cho nó chắc ăn. Và đi và cầm ống đéo này, chết. Nghiện rồi. Mẹ. Mang theo người yêu đi cùng là được rồi. Đáng quá. Muốn bỏ mà không bỏ được. Leo lên núi đi. Đi đây. Thế thoáng tưởng dễ đi à? Mẹ, chân thế nhờ? Mẹ, không biết mình lên được không? Ây da! Căng quá! Nghỉ chỗ nào hôn chỗ đấy đúng không? Mình cũng tìm đường đến thôi. Mẹ khó thế. Mấy chú đến nào. Cái nó này nó khơi chưa đây. Mẹ đúng rồi, gần như chuyến đi thám hiểm luôn đấy này. Này thằng phát đường để đi sang bên kia các bạn. Cái dốc mình vừa lên lúc đấy này các bạn. Dốc thẳng đứng luôn. Lại đấy. Đi được mà. Dây rừng này các bạn. Mệt quá các bạn.
Được cái nào không? Được 3 cái à? Gặp gì ăn được là đấy hết đúng không? Này các bạn, cây này hoa nó ăn ngon phết đấy các bạn nhé. Cá nhọt, cá chưa mà này phải tổm làm kín. Này các bạn, đấy cây này để đun nước uống ấy, người Thái hay đun nước uống các bạn ạ. Cây này có tác dụng gì nhỉ? Mùi gì thơm trên đấy đó. À, cho nó có mùi thơm. Và công dụng của nó thì mình chả biết đâu các bạn nhé. Anh em bọn tôi đi từ nấy đến giờ chưa tìm được cái gì các bạn ạ, mệt quá rồi. Cây thuốc cũng chưa thấy mà hang rúi thì chả thấy đâu, không biết tìm được cái hang gì đây. Cái dấu vết làm lào rúi thì năm ngoái các bạn. Xem mà có con sâu măng nào không? Chắc không có rồi. Rúi không tìm được thì kiếm sâu măng thôi các bạn. Nhưng mà sâu măng này không biết có được hay không. Có không chú? Không có à? Mẹ cái nào cũng xịt thế nhờ. Rồi. Kiếm cái măng về ăn thôi các bạn ạ. Không tìm được cái gì cả. Cái măng vì nó canh thôi. Măng hết vụ nên chỉ thấy những cái nhánh nhỏ như tí tí này. Một hang ở đây này. Không biết nó có ở hay không. Cú lắm rồi nha. Có khi gần đây có đấy. Không biết ăn được con quả này nhỉ. Và chưa ăn mắn hiện tôi ó khử nên ao man ăn phải tổm chín che phải cơ. À, hoa nó ăn được các bạn ạ, nhưng mà quả nó thì không biết như thế nào. Chả có vị gì đâu, mùi thơm của lá cây rừng thôi. Mệt quá rồi, mấy anh em mình nghỉ chân tại đây một tí rồi mới đi thôi các bạn, chưa kiếm được cái gì cả. Hải ông du liền điều lại phụ phải chẳng tí cà phê nó mà khả phái cày rồi in lần giòn đấy luôn rồi nhưng cút hoàn đâu sáng cho qua nữa có cây cổ thụ các bạn cái này nắng ngắn na thôi còn lại đây tố rồi đây cái gì cái rú chứ nó đấy. Mũi mọt chỉ có van xin thôi gặp cây này. Lố rúi các bạn ạ. Chết bảo mà kiểu bảo y đâu rúi đâu mất. Nhưng mà không biết nó còn ở trong này hay không. Có mất kia không ai để không bưng ạ. Gì? Khả năng đấy nhờ. Chỉ hú đấy. Rúi nó đào rất nhiều hang bây giờ chưa tìm được cái sáo này hú lố chính của nó các bạn ạ. Rất khó luôn. Hú mà in chớp cắn hú ra. Chị mi được quay nè. Ờ. Chị bưng tồn. Chú đang bảo là khả năng con rúi sẽ có ở trong này các bạn ạ. Cái gì đấy? Phân nó à? Phải không? Phần mấy cái gì? Ừ. Ôi, quả gì đấy? Thối rồi. Đây này, hình như ở đây có cây na rừng hay sao ấy. Này, có quả na rừng này. Đây này, quả này thối rồi. Nhưng mà quả na rừng thối đấy.
Đúng không? Nó rơi đâu xuống anh nhỉ? Hả? Hay là con gì nó tha về, nhưng mà tha về nó phải ăn chứ, đây còn nguyên quả mà đây này. Ừ. Chim được quả này thì hay phết đấy. Xem con đi. Trên này tiền này nữa. Cân hi lại này cũng ra này. Có những phân mịt kia, phân mai kiểu này. Cẩn thận đấy. Để mấy mịt này. Biết làm mẹ. Làm cái cán thuồng đấy ạ. Cá nổi quá anh. Ăn bữa này rồi nè. Ok, 8 can. Nấm này. Nấm này chắc không ăn được. Ở trên này ngắm cảnh quê hương mình tuyệt vời thật các bạn. Đây. Nấm này các bạn. Ngon quá. Nấm này ăn được đấy. Ây da. Để test video. Hút nồng ngân cơ. Có hai hương thuận. Chứ hút hồn vậy. Cứ nó cỏ người đi, le cỏ người đi. Khá mới hút phải mà chứ đây. Khá biết chứ hút hồn rồi. Phải nam hôi chứ không có gì. Yo, mít khút. Thế ai thua điện thoại. Đấy, chú rồi nè. Thất bại rồi các bạn. Lại phí công rồi. Thôi hành trình đi tìm chỗ khác thôi. Ông cả ở trên đó thôi. Bảo Nam ông cả ở đây rồi. Phải gần, phải gần. Cái mùa lấy của Hương trên thì quá. Hỏi đó xin. Ê, phát hay cái trường văn hai má bà. Mắt cằn vắt. Mày có uống rượu không? Nào. Đây một hang nữa các bạn ạ. Ăn hút cáo đó nè. Chị dễ sư chẳng chị sáo hiện hút lùn vẫn kê. Phát ra đi sẽ có lấy sáo nè. Hy vọng là thấy. Áo trùng con ve sầu này các bạn. Nhưng mà quật thằng bình chinh vào đó. Khả năng lại thất bại lần thứ hai rồi. Ô hang. Khốt ổn tìm cái hang rồi. Chán quá. Thôi di chuyển thôi. Quả gì đây?
Cuộc hành trình của anh em bọn tôi hôm nay thất bại hoàn toàn các bạn nhé. Chả thu được cái gì cả. Bây giờ anh em đang chuẩn bị đi về rồi các bạn ạ. Hy vọng cuộc hành trình lần sau và sau ấy thì mấy anh em vào trong rừng sâu sẽ có kết quả khả quan hơn. Và bây giờ mình xin kết thúc video của mình tại đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Các bạn nhớ ủng hộ mình bằng cách like, chia sẻ và đăng ký để nhận những video mới nhất từ kênh các bạn nhé. Chào các bạn. Đen rồi. Chả được gì. Lúc đầu mình đi có chỉ chỗ anh em đào được 5 con rắn ấy, chỗ này đấy các bạn ơi. Cái này các bạn. Chỗ này đào sâu luôn đấy, còn té cái pi đấy. Ai tiếng huối đấy. Theo cà phê. Nó nhai chứ. Sao nó cũ cà phê sao mà quá. Thì họ nam mua cả nhà hải cho em nó chém nó. Khai ở nằm á.